Xin chào tất cả các anh chị em trong hội nhóm mết của em ha. Thì có một số anh chị lăn tăn là cái mẫu nòng nọc của em không biết có xài được ít thịt hay không. Nhưng mà thịt của em á, là sẽ kiểu như là cái mẫu này là 12 đến 15 kg trên 1.000 con rồi nè các anh chị. Đó, có thể là hơn rồi đó. Anh chị ha, em zoom gần cho anh chị coi nè. Đó, em đang xài mẫu này luôn ha. Nếu mà tính theo thời điểm mà bắt con giống á, về thì nuôi cái này lên được là 15 ngày nè các anh chị. Chính xác là 15 ngày, bắt mẫu 7kg thì lên 15 ngày. Thì em quay cho các anh chị mường tượng được. Mình sẽ tích hợp mình xài được hai dạng. Thứ nhất là cái kích cỡ nó là 1m8 x 2m2 là cái khổ cũng khá là lớn rồi đó các anh chị ha. Thì mình xài vừa nồng nọc. Cái số ly này em test đi, test lại rất là nhiều lần, em thấy rất là phù hợp cho giai đoạn cái nồng nọc nó lên vỉ á, nó sẽ không bị mất sức ha. Nó lên cái 1 luôn, lên xuống cái 1 luôn. Em quan sát rất là kỹ về